Vâng, tôi vừa ngẫu hứng trên cái chất liệu của âm nhạc Tây Nguyên để chúng ta hình dung âm thanh của cây đàn Hopman này. Bảo là hay thì không phải, tôi nghĩ là như thế, nhưng mà bảo là nó rất rẻ và cái giá trị về âm thanh và giá trị về hình thức của cây đàn với giá trị tài chính chúng ta bỏ ra thì tôi lại bảo là rất hay. Vâng. À, tôi muốn nhấn mạnh là như vậy. Với chỉ mười mấy triệu đồng như các bạn xem mà chúng ta có được một cây đàn piano cơ, thậm chí nó còn ít tiền hơn cả một cây đàn piano điện. Và chúng ta được sử dụng cây đàn piano cơ với âm thanh thực, với phím đàn chơi xuống thực đấy, thì vẫn rất là tuyệt vời hơn rất nhiều khi chúng ta sử dụng trên cây đàn piano điện. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để chúng ta cảm nhận về cây đàn này một cách tổng thể. Như thế nào nhỉ? Nếu như các bạn có một em nhỏ bắt đầu mới học đàn piano và một cách hết sức là chúng ta thử nghiệm đi. Thì chúng ta có thể mua một cái đàn như thế này cho con chơi, và nhất là với những bạn nghịch ngợm một chút thì chúng ta cũng yên tâm là không lo các con nghịch quá tay mà nó có sứt sẹo một chút hay gì đó thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là dễ chấp nhận hơn. Với những cây đàn mà rất là đắt tiền thì nếu mà nó bị hư hại thì hết sức là có thể nói là xót ruột, đúng không ạ? Thì với cây đàn này thì chúng ta cho các con ban đầu để làm quen, để chơi, tạm gọi để có thể thoải mái vui chơi với cây đàn thì đây cũng là một sự lựa chọn. Tôi nghĩ rằng là nếu em nào đó bắt đầu học đàn thành công với cây đàn này và bắt đầu từ cây đàn này cũng là một điều rất dễ xảy ra, và chắc chắn hoàn toàn chúng ta có thể có quyền hy vọng với một em nhỏ bắt đầu học từ cây đàn này. Cảm ơn các bạn.